Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Hiền Trí. Hôm nay tôi được đến thăm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam với lớp MC của tôi. Tôi rất thích Bảo tàng Dân tộc học vì nó rất rộng và mát. Ở trên tầng 1 thì tôi thấy có những bức ảnh treo tường của các dân tộc Việt Nam. Ở trên tầng 2 tôi thấy có các mô hình của 54 dân tộc. Tôi còn biết thêm về dân tộc Ét Lê này, Ôm Mông này, vân vân. Tôi rất muốn có thời gian ghé thăm nơi này một lần nữa. Nếu các bạn có thời gian, các bạn hãy đến Bảo tàng Dân tộc học ở đường Nguyễn Văn Huyên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.